Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tiên tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. À, sau khi chúng ta kết thúc một tuần giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin uh, video tổng hợp phân tích bộ ba tham số chung của thị trường. Chúng ta sẽ đánh giá tất cả những cái nội dung uh, xu hướng thị trường ở trong tuần vừa qua, dự báo một vài các cái góc nhìn xu hướng của tuần mới. Đồng thời chúng ta sẽ đi view ở các cái danh mục rất là cơ bản đúng không anh chị và. À, các cái danh mục đó thì uh, gồm các có các cái mã cổ phiếu uh, ngành trụ ngành bất động sản hung nghiệp nhóm thép bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán đó là một số các cái nhóm ngành khá là cơ bản ở trên thị trường và đồng thời uh, thì các anh chị cũng nắm được rồi hàng ngày chúng ta sẽ có một bản tin uh, view bộ ba tham số chung của thị trường uh, để giúp cho các anh chị em của chúng ta có thêm uh, cái sự cập nhật về cái cách vận hành và phiên giao dịch của ngày 15 tháng 8 thì như vậy là kỳ vọng là chỉ số VNI của chúng ta à, tiến hành break vùng 1.200, à, 1.240 điểm để gì ạ? À, chúng ta xác nhận cái xu hướng tiếp theo và phải đến phiên giao dịch ngày hôm nay. Phiên kết tuần thì à, tất cả những cái điều chờ đợi của chúng ta, à, chúng ta mới được cởi bỏ bởi cái nút thắt ở vùng 1.240 với một phiên mà thị trường của chúng ta bùng nổ theo đà các anh chị đúng không ạ? Bùng nổ theo đà và... À, nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành bất động sản dân cư và các mã cổ phiếu trụ À đúng các anh chị, đã là ba cái bộ tham chiếu giúp cho uh, chỉ số VNI của chúng ta có một phiên tăng kết tuần uh, rực rỡ và uh, thanh khoản của trên thị trường thì uh, trên sàn hốt phiên ngày hôm nay cũng đã đạt trên 22.000 tỷ đồng. Thì đó là một cái phiên mà gọi là cởi bỏ nút thắt các anh chị. Và với những anh chị em theo dõi các bản tin tuần của ông Lê thì cũng biết rồi, sau bốn phiên test tích lũy các anh chị, bốn phiên test tích lũy thành công uh, chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh test tích lũy thành công ở trên vùng à uh, 12 à uh, sáu 1260 đúng không ạ? Thì đến phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà nó cởi bỏ uh, cái nút thắt rất là quan trọng. Và với việc mà thị trường của chúng ta tăng điểm tích cực trong phiên giao dịch hôm nay thì như vậy nó sẽ mở ra cho chúng ta những cái cơ hội uh, trong tuần tới ở uh, những cái cơ hội rất là 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 là, là tuyệt vời đúng không ạ? Thì uh, các cái nội dung của trên video tuần uh, phân tích từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 8 thì về cơ bản nó vẫn như vậy thôi các anh chị nhé uh, Chúng ta cũng không có cái gì nó nó nó, nó xáo động cả. Và các anh chị lưu ý là tất cả những cái nội dung mà Hùng Lê phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân. Vì vậy, các anh chị cần cân nhắc trước khi chúng ta xem và trước khi chúng ta áp dụng. À, chúng ta cần à, cố gắng làm sao đó tham khảo thật nhiều ở à, các cái nguồn thông tin ở trên thị trường để chúng ta đưa vào à, cái xu hướng, à, đưa vào những cái quyết định của chúng ta làm sao cho nó đứng đắn nhất thôi và cho nó chúng ta phù hợp nhất. Ok các anh chị nhá. <laughs> Và phần thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu đi đánh giá xu hướng thị trường ở trong tuần vừa qua. Chỉ số VNI từ phiên giao dịch của ngày 12 đến ngày 16 thì các anh chị cũng nắm được rồi. Và chúng ta có thể liên kết lại từ phiên giao dịch của ngày 5, ngày 6, tháng 8 ở tuần trước đúng không anh chị? Sau khi mà chỉ số VNI của chúng ta test tích lũy ở vùng 1180 đến vùng 1185 thì trong cái tuần đó thì Hùng có xây lên cái target kỹ thuật ở vùng 1220 đến vùng 1225 và kết thúc tuần chỉ số VNI của chúng ta vượt lên trên vùng 120 và dự báo tiếp vào phiên giao dịch của ngày thứ hai tức là ngày 12 tháng 8 chỉ số VNI của chúng ta tiếp tục có gấp tăng lên vùng 1228 sau đó sẽ test đúng không ạ và các cái điểm test tích lũy thì chúng đã có phân tích ví dụ ở vùng 1225 điểm sau đó biên sâu hơn sẽ là vùng diện 1220 thì các anh chị đều nắm được các cái nội dung đó ở trong bản tin tuần thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì chúng ta nhìn thấy là <laughs> cái vùng 1.235 điểm với các anh chị này, chúng ta phân tích ở trong phiên giao dịch của ngày 12, ngày 13, ngày 14 và thậm chí ngày 15. đó thì cái vùng 1.235 này đã thị trường chúng ta cố gắng test tích lũy và đồng thời thì các anh chị cũng nhìn thấy là trong tuần vừa qua thì VNI của chúng ta đã test thành công ở trên vùng 1220 và cái điểm test sâu nhất ở đâu đó nó về đến khoảng quanh vùng 1.222 điểm các anh chị 122 điểm và kể cả trong phiên giao dịch của ngày 13 và trong phiên giao dịch của ngày 15 thì nó đều test về đến đây và phiên giao dịch của ngày hôm nay chúng ta nói rõ hơn đó là sau khi đáo hạn hợp đồng phá sinh thì nhung đã có phân tích dự kiến vào phiên giao dịch của ngày 16 thì chỉ số vn như chúng ta tiếp tục có gáp tăng lên trên vùng 1230 thì các anh chị nhìn thấy cây nến giờ đầu phiên à, tăng và sau những điểm tăng đó thì chúng ta có dự báo là gì à, VNI nó sẽ tiếp tục nó đi lấp gáp và cái phương pháp lấp gáp của VNI thì nó không có gì thay đổi cả vẫn là vùng 12 11 225 ở đây sau đó thì xuống vùng 120 nhưng anh chị nhìn thấy là sau khi mà gáp tăng này thì đến cây đến giờ thứ hai thì chúng ta nhìn thấy điều gì chúng ta nhìn thấy điều gì dòng bất động sản bắt đầu xu hướng tăng mạnh nhóm ngành chứng khoán bắt đầu tăng mạnh nhóm cổ phiếu trụ kéo tốt và cái cây nến à, cây nến giờ thứ hai chính là một cây nến giờ xác lập à xác lập xu hướng các anh chị nhá, xác lập xu hướng. À, giúp cho chỉ số VNI của chúng ta vượt qua vùng 1.235 điểm. Sau đó thì cây nến giờ này tiếp tục tiệm cận đến vùng 1240. Và hai cây nến à cây nến giờ kết thúc của phiên sáng thì như vậy là VNI của chúng ta tiếp tục củng cố ở vùng 1240 và à, phiên chiều thì như vậy là tiếp tục à, lực tăng và lực tăng khá là tích cực à, giúp cho chỉ số chính xác là chỉ số VNI của chúng ta chính thức break vùng 1.245 điểm à, trong cái nỗ lực của tuần vừa qua, từ, chính là tuần từ phiên giao dịch ngày 12 đến ngày 16, đúng không anh chị? rất là tuyệt vời. và với việc mà chỉ số VNI của chúng ta vượt qua được vùng 1.240, sau đó vượt qua được vùng 1.245 và đóng cửa trên vùng 1250 thì điều đó có nghĩa là gì? có nghĩa là chúng ta đã có vốn để chúng ta làm ăn. và với việc là dòng tiền phiên giao dịch ngày hôm nay đánh rất mạnh cổ phiếu của ngành bất động sản, ngành chứng khoán và nhóm cổ phiếu trụ, thì điều đó À, nó cũng à, giúp cho à, thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục có đà và đặc biệt các anh chị lưu ý là khi chúng ta theo dõi các bản tin hàng ngày của hùng á thì hùng có phân tích là gì nhóm ngành micap và lacap đã rũ rất mạnh ở trong thời gian vừa qua các anh chị nhá nhóm ngành micap và lacap đã rũ rất mạnh trong thời gian vừa qua và tại cái phiên giao dịch ngày 6 tháng 8 thì hùng tiếp tục đánh giá cái việc là khi mà nó bị rũ rất mạnh như vậy thì cái khả năng thị trường của chúng ta sẽ hồi và khi sóng hồi này thì nó sẽ ít nhất là phải tầm 2 tuần đến 3 tuần các anh chị Ít nhất là như vậy bởi vì khi cái nhóm mic cap và la cap nó cùng tạo cái điểm hỗ trợ kỹ thuật Thì nó sẽ có cái lực hồi khá là dài khá là xa Thì với tinh thần hiện tại của chỉ số VNI như này thì chúng ta tiếp tục dự báo phiên giao dịch ngày thứ hai Có thể là nó sẽ bùng nổ theo đà và tiếp nối cái đà hưng phấn giúp cho chỉ số này sẽ tiếp tục tiệm cận đến vùng 1258 đến vùng 1260 Và sau đó Và sau đó Thị trường của chúng ta sẽ tiến hành test tích lũy khỏe thì nó sẽ test ở trên vùng 1245 đây là khỏe nhất còn trong trường hợp nếu gọi là trung tính thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 1235 đến vùng 1240 đấy nó test lại cái điểm này nó tích lũy lại cái điểm này nó trả cung một nhịp tức là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba nói chúng ta kỳ vọng thị trường test trả lại cung ổn định xây nền. Và sau cái sự xây nền đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái lực đi của dòng tiền, à dòng tiền tiếp tục FOMO và tiếp tục đánh lên với thanh khoản tích cực thì như vậy là gì? À, chúng ta chờ đợi xuất hiện một cây nến của chỉ số VNI của chúng ta sẽ vượt qua vùng 1260 và khi đó thì à, chúng ta sẽ tiếp tục à, hướng cái vùng tăng nghe kỹ thuật của chỉ số VNI về vùng 1270 đến khoảng quanh vùng 1275 điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sang chỉ số VN30 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Các anh chị uh, tuần từ phiên giao dịch ngày 12 thì uh, như vậy là chúng ta có sự báo những cái điểm tạo gáp ở quanh vùng 1270 đến vùng 1273. Bản tin hàng ngày các anh chị có hết rồi chi tiết từng mm cho các anh chị rồi, không có thiếu một cái gì cả. Đó. Rồi xong đó thì test cung thì test như nào test 1265 sau đó test 1260 Đó các anh chị nhìn thấy trong tuần vừa qua chỉ số VN30 chúng ta xây thành công ở trên vùng 1260 Và chúng ta cuột ngược lại từ phiên giao dịch của ngày 2 đến ngày 9 tháng 8 Thì trong cái tuần cũ đó sau cái điểm test ở, ở vùng 1225 điểm Thì cơ bản là chỉ số VN30 chúng ta cũng xây thành công ở vùng 1240 đến vùng 1245 Đó và tuần này nó xây thành công ở vùng 1260 Và có thể trong tuần tới Trong tuần tới đó, chỉ số VN của chúng ta sẽ xây thành công ở vùng 1280 đến vùng 1285. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu nâng dần các anh chị à chúng ta bắt đầu nâng dần cái kênh xu hướng. À đúng không ạ? Đây các anh chị à, chúng ta bắt đầu nâng dần cái kênh xu hướng test tích lũy của thị trường. Đấy, rất đẹp à, đó. Đó, à, các anh chị nha Đấy thì chúng ta kèm một cái đường line này thì chúng ta cũng nhìn thấy là gì? À như vậy tuần tới à, các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nó hiện ra ở đây rồi. Vậy thì uh, trong phiên giao dịch của ngày hôm nay ngày 16 thì những vùng đã dự báo đây, VN30 sẽ có gáp tăng lên khoảng quanh vùng 1272 và cây nến giờ À, tiếp theo chính là cây nến giờ xác lập khi mà chỉ số VN chúng ta à, VN30 vượt qua vùng 1275 điểm hướng về vùng 1285 thì chính thức là vượt qua vùng 1285 và đóng cửa vùng 1291.6 điểm 7 điểm ở đây và với tinh thần hiện tại thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta sẽ gáp tăng lên vùng 1295 ở phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới sau đó à sau đó thì nó cần phải có một nhịp test lại đẹp thì nó test lại vùng vùng 1280 đến vùng 1285 ở đây kỳ vọng là chỉ số VN của chúng ta à, VN30 sẽ xây nền được thành công ở trên vùng 1280 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến à, cái cảng kỹ thuật của chỉ số VN30 trong tuần tới đó là vùng 1305 đến vùng 1310 bây giờ anh chị sẽ nhìn chỉ số VN30 ở trên sạc kỹ thuật ngày thì à, cái điều mà mình chờ đợi gọi là nó kìm nén các anh chị kìm nén đúng không ạ như, nhưng đã có phân tích hàng ngày đó là sau cái phiên giao dịch của ngày chín. À, 9 ngày 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 9 tháng 8 thì chúng ta trải qua bốn phiên test tích lũy và bốn phiên test đó thì đây chỉ số vn30 đã test ở trên vùng 1260 và như cũng có mô phỏng ở đây là chúng ta sẽ cần một cây nến hammer sau những cây nến test đó chúng ta cần cây nến hammer nó đè được cái vùng 1275 đến vùng 1280 ở phiên ngày hôm nay coi như là cái anh chị nhìn đây như là người khổng lồ đúng không ạ à, đây người khổng lồ luôn và cái cây nến cùng chờ đợi thì nó đã đến trong phiên giao dịch ngày hôm nay rất tuyệt vời với thanh khoản cũng gần như là gấp đôi trung bình MA21 đó và với một cái lực đi khá là tốt như thế này thì như vậy là nó sẽ có thể là lực đi nó sẽ tiếp tục nó nó nó, nó có gáp và sau đó nó test cung chỉnh nền ở uh, một ít ở đây các anh chị nhé đó thì chúng ta đã phân tích rồi kỳ vọng ở vùng một hai tám mươi đến vùng một hai tám năm vn ba mươi chúng ta test tích lũy thành công thì đây các anh chị cản đây rồi đó là vùng ba năm vùng một ba một các anh chị một ba năm đến vùng một ba một sẽ là cái vùng cản mà vn ba mươi chúng ta sẽ phải đương đầu đến ở trong cái tuần giao dịch tới và tại đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm Bây giờ thì chúng ta đi phân tích chỉ số VN30 F1M thì trong tuần vừa qua thì chỉ đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng. À, tuần từ viên giao dịch ngày 12 cho đến ngày 16 thì Nhung đã có phân tích rồi Ví dụ vào phiên 12 thì chúng ta sẽ dự kiến ở các cái điểm tạo gáp của phái sinh Ở khoảng quanh vùng 1270 đến vùng 1273 và các anh chị nhìn nữa Cả tuần thì chạm vùng 1273 nó lại sọ xuống Và đồng thời thì chúng ta phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 1255 đến vùng 1260 Nét căng luôn các anh chị, nét căng luôn đó, chạm 260 bật, chạm 260 bật, rồi chỗ này chạm 126364 này, rồi bật, rồi lại chạm 12626364 này, bật đó Thì cái vùng hỗ trợ dưới rất là tích cực. Và chúng ta quay ngược trở về với phiên giao dịch từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 của tuần trước. Thì chúng ta có phân tích là gì? Phái sinh nó đã xây khá là tốt ở vùng 1235 đến vùng 1240. Thì sau khi nó cuột lên được trên vùng 1253 đến vùng 1260, thì nó lại trở thành cái vùng gì ạ? Vùng hỗ trợ kỹ thuật của tuần vừa qua và chính cái điểm 1255, 1253, 1260 này nó trở thành cái biên hỗ trợ kỹ thuật cho nên là trong tuần vừa qua từ phiên giao dịch của ngày 12 đến ngày 15 thì phái sinh của chúng ta test tích lũy thành công và đến phiên giao dịch ngày hôm nay tức là sau khi mà thị trường chúng ta đáo hạn hợp đồng phái sinh thì vào phiên 16 thì nó có vẽ ở đây đúng không anh chị tức là phái sinh của chúng ta sẽ có điểm tham chiếu là 1262 và nó sẽ có cái quá trình ghép chạc và quá trình ghép chạc đó thì nó cũng giúp cho phái sinh của chúng ta vượt lại ở trên vùng à, anh chị đây phái sinh chúng ta vượt lại ở trên vùng năm điểm và sau đó nó test và các điểm test của phái sinh thì cũng khá là đẹp nó test khoảng quanh vùng loanh quanh ở vùng đây các anh chị không đến vùng 1265 luôn nó chỉ test đến khoảng vùng 1267, 1268 ở đây thôi và sau đó thì gì các anh chị dầm tiền xác nhận và thị trường chúng ta bắt đầu bước vào một cái lực long tích cực và lực long này thì đưa target kỹ thuật về vùng 1280 sau đó hướng về vùng 1285 và trong phiên thì cũng có điều chỉnh lên đến target kỹ thuật ở vùng 1290 và tại vùng 1290 này là vùng cảng kỹ thuật rồi cho nên là gì có thể phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới à, trong trường hợp tích cực thì nó sẽ kéo nhẹ nhẹ lên ở đây là theo quan điểm của mình thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 1292 gì đó rồi và sau đó thì nó sẽ test và các cái điểm test mục tiêu trước mắt sẽ là vùng 1285 à, sau sau tí nữa ở đây thì sẽ là vùng 1283 và sau hơn sẽ là vùng 1280 ở à, đó chúng ta kỳ vọng là gì chỉ số phái sinh sẽ test thành công ở trên vùng 1280 cộng nó song trùng với cái câu chuyện như là chỉ số VN50. Rồi test đi thành công ở vùng này thì như vậy là target 1305 đến vùng 1310, vậy gọi chỉ số phá sinh ở đó tuần tới nó hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Thì ở đây các anh chị chúng ta nhìn sang chỉ số phá sinh. Đó, à, sau phiên giao dịch ngày 9 tháng 8 thì như vậy là phá sinh của chúng ta có bốn cây nến test. Và như cũng có phân tích là chúng ta chờ đợi một cây nến nó ngay anh chị chờ đợi một cây nến chờ đợi một phiên mưa rào chờ đợi một cái sự FTD để có một cây nến Hammer nó xuất hiện như thế này nó đè lên trên vùng 1280 và người hùng đã đến trong phiên ngày hôm nay đó chính là cái cây nến Hùng mô phỏng của đấy các anh chị cứ xem lại bản tin ngày hôm qua đi ngày hôm ngày phiên 15 đi có hết đó và với quan điểm của hùng thì hùng cũng như thế thôi không có có gì cả chúng ta trời mưa trời nắng rồi thị trường tăng thị trường giảm thị trường lên thị trường xuống cổ phiếu tăng giảm hay như thế nào đó thì hùng vẫn ở lại với các anh chị em nhà đầu tư đó chứ không phải là à wow, thị trường tăng thì nói tốt nói hên rồi cái nào phân tích đúng thì để tung hô cái nào mà phân tích không đúng thì xóa đi không không làm những cái trò mèo đấy anh chị làm để làm cái gì đúng không ạ con người ta nó nó làm như thế để làm gì đâu đúng không ạ rồi lùa gà lùa vịt vân 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 đúng không chúng ta phải đàng hoàng chứng trạc lên chứ đúng không đầu đội trời chân đạp đất thì chúng ta sợ gì những cái câu chuyện đấy đúng không ạ bởi vì tất cả những cái gì chúng ta chia sẻ đó là cái những cái giá trị rất là chân thành và khi nó đã là chân thành rồi thì không có cái gì cả theo thời gian để nhà đầu tư họ sẽ hiểu được ở những cái gì mình nói thế thôi đơn giản thế thôi chứ không 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 có gì cả anh chị nhé đó thì <laughs> cái cái <cây> nến hammer <laughs> hùng chờ đợi nó đã đến ở đây và phiên ngày hôm nay thì khá là tốt tiệm cận đến vùng hai chín rồi thì khả năng tuần tới cái tâm điểm của nó sau khi nó test tích lũy xong Uh, đây vùng 131 uh, 1305 đến vùng 1310 đây các anh chị. Đây sẽ là cái vùng cản và thậm chí là đến vùng 1320 đây sẽ là cái vùng cản và cái 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 vùng cản tâm lý mạnh đấy các anh chị nhá. Đây sẽ là vùng cản tâm lý mạnh và <laughs> Có thể khi về đến đây thì thị trường của chúng ta sẽ mất thời gian, mất thời gian để làm gì? Thứ nhất là nó test lại cái kênh xu hướng. Đây cái kênh xu hướng nó bị phá ở cái điểm này nhưng mà rất may là đến phiên ngày hôm nay thì nó đã lấy lại được cái kênh xu hướng. Điều đó cho thấy là gì? Như vậy là xu hướng tổng quan của thị trường của chúng ta uh, lại quay trở lại xu hướng áp và ở đây thì đối với phái sinh chúng ta có hai kênh này, kênh này là xác lập vào tháng 11 năm 2023 này, còn kênh này là xác lập vào tháng 11 năm 2022. Thì tùy à, và hiện tại thì về cơ bản là gì? À, bộ ba tham số chung của thị trường của chúng ta vẫn đang nằm ở trên các cái kênh xu hướng uptrend được xác lập ở trong hai cái điểm đó thì các anh chị lưu ý. Rồi và nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích các danh mục cơ bản các anh chị danh mục cơ bản và với danh mục này thì hùng đã lọc ra ví dụ trong trong ngành cổ phiếu trụ thì cũng rất có nhiều rất nhiều các mã cổ phiếu trụ chứ không phải là mỗi mấy cái mã cổ phiếu này đâu <laughs> nhưng mà hùng nhận diện thấy là những cái mã cổ phiếu nào tích cực đẹp và cảm giác là ổn thì phân tích lên đây cho anh chị em nhà đầu tư tham khảo thế còn quyết định là của nhà đầu tư đúng không ạ chúng ta không thể là đổi lỗi cho những cái người mà làm như hùng lê hoặc là chúng ta không thể đổi lỗi cho những cái người mà chúng ta đọc những cái bài phân tích người ta xong ví dụ áp dụng mà sai ví dụ có trang ví dụ sai chẳng hạn thì các anh chị chửi các anh chị mắng rồi các anh chị bảo là cái thằng này nó nói lung tung đấy những cái câu chuyện là gì cái câu chuyện là chúng ta cần phải tham khảo nhiều các cái nguồn thông tin đúng không ạ và khi các anh chị được các anh chị có cho hùng lê tiền đâu không? không không có À, có chăng thì à xin chào à, cảm ơn bằng lời thôi đó khi mất thì như nào lại quay lại đi chửi ví dụ như vậy thì đấy là những cái mà chúng ta thấy rằng là chúng ta không không hề happy một tí nào cả và trên thị trường chứng khoán các anh chị ạ à, trên thị trường chứng khoán thì hùng, uh, hùng có chia sẻ với anh chị một cái câu chuyện như này đấy là um, chúng ta cần phải cân bằng cân bằng giữa cái trạng thái tâm lý hưng phấn và tiêu cực thì khi chúng ta tạo được cái sự cân bằng đó thì chúng ta sẽ đi được bền ở trên thị trường chứng khoán còn khi nào mà chúng ta không tạo được cái sự cân bằng đó thì chúng ta sẽ rất là khó bởi vì uh, các anh chị phải uh, phải hiểu một cái nguyên lý đấy là cá mập chi phối thị trường còn cá mập là ai thì hùng không biết những cái chị có thể hiểu nôm na cá mập là những cái tổ chức những cái người có tiền có cực kỳ nhiều tiền và họ là những cái người điều phối ở trên thị trường tức là cái một cái nguyên lý cơ bản kể cả thị trường phố huôn cũng như vậy thôi. Rồi thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như vậy thôi. Cá mập điều khiển thị trường và chi phối thị trường. Đó. Và để mà điều khiển và chi phối thị trường thì nó dựa vào hai cái tác nhân đấy là lòng tham và sự sợ hãi. Đó, thì khi nào nó cần lòng tham và khi nào nó cần cái sự sợ hãi thì nó dùng hai cái nguyên lý gọi là bất biến ở trên thị trường để nó chi phối và nó chi phối như nào thì bây giờ chịu không ai biết được nhưng nhưng khi lên thị trường chứng khoán thì chúng ta phải hiểu được là cá mập tạo lập chi phối thị trường và chúng ta cần phải nương theo chúng ta vẫn đi theo xu hướng còn chúng ta chống lại xu hướng là chúng ta thất bại chỉ có như vậy thôi đó và quá trình nương theo xu hướng đó thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta phân tích À, và chúng ta lựa làm sao đó để cho nó tốt nhất, tối ưu nhất thôi các anh chị chứ còn không có cái gì là tuyệt đối 100% cả. Đó. -G, đối với mã cổ phiếu này thì chúng đã có phân tích rất dài và với quan điểm đầu tư là nếu như MVRDUG không thủng vùng 57, các anh chị đúng không ạ? Thì chúng ta cứ kê gối chúng ta ngủ. Rồi, khi kê gối ngủ thì chúng ta tối ưu hóa Ví dụ như khi chạm đến cái vùng 65 ở đây, chúng ta có những cái điểm test tích lũy ví dụ vùng 61.5 đến vùng 62. Ở đây là vùng hỗ trợ đúng không ạ? Thì chúng ta lại cân mua đúng không ạ? Và đến đây. Thì như vậy là trong tuần vừa qua thì như vậy là mời với lúc đây anh chị này với cái đà hứng phấn thì như là có phân tích ở đây khả năng thì nó sẽ chạm lên đến khoảng quanh vùng 60 mấy đến 67 66, 68 gì đây này. đó 67 rồi sau đó nó sẽ đi test đây anh chị nó test lại cái điểm và cái điểm test này đến 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 gọi là cuối tuần thì nó test quá đẹp luôn đó, nó test quá đẹp luôn dự kiến là test về vùng 64 uh, tuy nhiên trên thực tế thì nó test về vùng 65 và 65.2 đây và cây đến kết tuần thì là một cây nến tuyệt vời với lực cầu khá là tích cực uh, với xu hướng hiện tại đà hưng phấn có thể kéo mờ với đua về vùng 70 và sau đó nó sẽ test các điểm test ở đây nó sẽ là vùng 67 đến khoảng vùng 68 kỳ vọng test tích lũy thành công thì ta ghép kỹ thuật tiếp theo của mờ với sẽ hướng về ở uh, khoảng quanh vùng 74 Mansan cũng là một mã cổ phiếu uh, khuyến nghị đầu tư nắm dài à đúng không anh chị và ở trên cái con đường nắm dài đó thì tại vùng cản chúng ta canh chốt bớt và tại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta có thể canh gom thêm ở trong tuần chúng ta dự kiến các cái điểm chỉ cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 73.7 đến vùng 74 đây các anh chị test luôn à, test luôn ở trong phiên giao dịch ngày 13 và target tuần thì chúng ta hướng về vùng 78 trên thực tế thì chưa đạt vùng 78 về đến vùng 77 thì nó test lại vùng 75, 75.5 và tiếp tục long. Như vậy tuần tới sẽ test ở vùng 76.6 đến khoảng quanh vùng 77. Kỳ vọng test tích lũy thành công break vùng 78 thì ta ghét kỹ thuật hướng về vùng 79 đến khoảng vùng 80 và hiện tại thì như vậy là Masan à, đang hướng về vùng cả 80 các anh chị nha Trụ Vinamilk à, cũng đã thu à, những cái bước đi rất là thành công và đến thời điểm hiện tại thì chính thức là trụ Vinamilk đã hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 74 trên 74. Và trên cái quá trình nó đi thì đương nhiên nó không thể đi một mạch được, nó phải cần có những cái điểm test. Ví dụ trong tuần vừa qua thì chúng ta tiếp tục phân tích các cái điểm test ở quanh vùng 72.5 các anh chị nhìn thấy phiên giao dịch của ngày 13 Thì như vậy nó test sát đến vùng 72.5 Tiếp tục công 74 Và trong tuần vừa qua thì à, về cơ bản Và thậm chí là tuần trước nữa Thì à, Vinamilk đang tập trung công cái vùng cảng Từ tuần 74 đến vùng 75 Và với thiên hướng hiện tại như thế này Thì chúng ta kỳ vọng điều gì Tuần tới ở vùng 73 đến khoảng vùng 73.5 Kỳ vọng Vinamilk test tích lũy thành công Thì target ở nhịp này sẽ hướng về vùng 77 Đến khoảng quanh vùng 78 ở Cổ phiếu BVH là một mã cổ phiếu trụ à, hiện tại là cái 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 nhịp phân tích trước ấy, thì chúng ta đã phân tích được mắc cái target của nó về vùng 47 đến vùng 47.5 và sau đó BVH chỉnh cung thì cái quá trình chỉnh cung đó chúng ta lại tiếp tục dò tìm lại các cái điểm hỗ trợ và từ phiên giao dịch của ngày 2 tháng 8 và thậm chí là chúng ta lùi lại về lịch về trước đó ở khoảng phiên giao dịch ngày 25 tháng 7 26 thì các anh chị có thể xem lại đó là biên 42 đến khoảng vùng 42.3 thì trong cái nhịp mà phiên 5 và phiên 6 tháng 8 thì như vậy là nó đã test tích cực thành công và với việc test tích thành công như vậy thì chúng ta hướng lại target vùng 45.5 đến vùng 46. Trong tuần vừa qua thì nó xây tích cực các anh chị ở trên vùng 42.7 và cây nến kết tuần với lực cầu khá là mạnh đã giúp cho BVH vượt lại vùng 43.5. Với là hiện tại như này thì tuần tới khả năng chúng ta sẽ có các điểm test lại của BVH và kỳ vọng nó sẽ test lại ở vùng 43.5 đến khoảng quanh vùng 43.7 test tích lũy thành công mục tiêu sẽ là vùng 45.5 đến khoảng quanh vùng 46 trụ di cũng được phân tích rất là dài và 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 trong cái nhịp chỉnh ấy, thì cũng có phân tích đến cái điểm 66 này rồi tuần vừa qua chúng ta phân tích điểm 66.5 đến vùng 67 thì các anh chị để ý thấy là phiên giao dịch của ngày thứ hai tức là ngày 12 có luôn vùng 67 kéo lên phiên giao dịch của ngày 13 test lại vùng 67 tiếp tục kéo lên và cản cái thuật trên như chúng ta đã có phân tích ở đây đó là vùng 70 thì phiên ngày hôm nay là 69.9 các anh chị còn 0.1 nữa là 70 trên 70 sĩ soát tí nữa đạt target tuần nhưng không sao cả vẫn đẹp đúng không ạ và cái cách thức của à như vậy là gì à nó các anh chị nhìn thấy đúng không ạ bắt đầu nâng dần đáy ở vùng 65.5 và hiện tại là vùng 69.5 rồi thì như vậy tuần tới khả năng đa hứng phấn sẽ tiếp tục kéo 70.5 test lại vùng 69 target mục tiêu sẽ là vùng 72 nhóm này mình chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là bất động sản khu công nghiệp cổ phiếu KBC như vậy là từ phiên giao dịch ngày 6. Đây các anh chị chúng ta có phân tích một cái điểm ở đây và như các anh chị để ý này và Hùng đã có nói cái ý tưởng này rồi, tức là đây một cái, cái 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 nón này và bên này một cái nón. Rồi, ok anh chị ạ. Tức là từ phiên giao dịch ngày 6, tức là tuần trước thì KBC nó đã hình thành được cái nón này rồi và sau đó thì chúng ta bắt đầu gì ạ? Bắt đầu phân tích cái xu hướng sóng lên. Và target cái thuật, uh, tuần của sóng lên nó sẽ hướng về vùng 26.5 thì chính thức phiên ngày hôm nay KBC tăng kịch trần tăng kịch trần các anh chị 26.5 trên 26.5 và trong tuần vừa qua thì chúng ta tiếp tục dự báo cái biên 24.7 đến vùng 25 ok đây có vùng 25 đây có vùng 24.7 đến vùng 25 và đây có luôn vùng 24.7 đến vùng 25 trước khi mà KBC phục hồi lên vùng 26.5 lực đánh của KBC hiện tại khá là tốt và các anh chị nhớ hai cái nón này này à, chúng ta phân tích rồi nhá các anh chị cứ xem lại video đi à, bản tin tuần nó có hết đấy đó thì với hai cái nón này rồi và với cái lực phục hồi như vậy thì như vậy là hiện tại KBC khá là tốt rồi à, Tuần tới thì có thể kỳ vọng cái điểm ở đây thì vì sau cái điểm kéo mạnh như vậy ấy, thì thông thường nó sẽ test trả lại rồi Và test trả lại tích cực à, lực cầu ổn thỏa thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 27.8 Và điểm xa hơn sẽ là vùng 28 SSC trong tuần cũng đã có cái sự phục hồi tốt À đây, biên hỗ trợ đây các anh chị. À trong tuần chúng ta có phân tích này, vùng 35. Đúng không ạ? Dự kiến là nó sẽ quay trở về test cung chỉnh nền ở khoảng quanh vùng 35. Target mục tiêu là vùng 37.5 sau đó hướng vùng 38.5 và trong tuần cũ thì đây các anh chị, phiên 6 tháng 8. À. SFC cũng đã test đáy thành công. Thì các anh chị để ý là trong tuần vừa qua nó tiếp tục công vùng 36 này xong nó test lại này và cái điểm test khá là đẹp ở vùng 35.5 trước khi mà nó công được thành công với vùng 37.5 ở phiên giao dịch ngày hôm nay. Với đa hiện tại thì xu hướng như vậy thôi, chắc chắn là sẽ hướng về vùng 38.5. Một là nó test luôn rồi nó mới kéo, hai là nó kéo luôn rồi nó test. Thì chúng ta sẽ quan sát thêm nhưng khả năng là nó sẽ test nhẹ vùng 37.5, điểm sâu hơn sẽ là vùng 36.5 đến vùng 37 kỳ vọng test thành công ở vùng này. À, tiếp tục hướng target kỹ thuật về vùng 39 cổ phiếu IDC cũng rất đẹp ở trong tuần vừa qua à, chúng ta có à, các anh chị để ý này từ phiên 2 phiên 6 đúng không thì chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của IDC đó là ở khoảng quanh vùng 56.5 đến khoảng vùng 57 ở đây đúng không ạ và sau khi nó xây được thành công thì cũng đã có nâng người ta ghét một lên vùng 60 và chính xác là trong tuần vừa qua thì chúng ta tiếp tục hướng vùng cảng kỹ thuật 60 đúng không ạ và chúng ta nhìn thấy điểm công thứ nhất và để phiên kết tuần thì điểm công thứ hai đồng thời vùng 58.5 đến vùng 59 trở thành biên hỗ trợ đây các anh chị trở thành biên hỗ trợ và hiện tại thì um, nó khuyến mại thêm cho các anh chị thêm một like nữa là tức là nó đã chính thức là đạt vùng 61 đến 61 rồi đấy tuần tới thì khả năng chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 60.3 60.5 test đi thành công thì uh, IDC của chúng ta sẽ hướng đến nhịp này sẽ hướng đến vùng cảng kỹ thuật 62 VGC phiên ngày hôm nay cũng tím uh, cũng tăng kịch trần đó thì các anh chị nhìn thấy này à, cái giai đoạn mà chúng ta phân tích từ phiên giao dịch ngày 6 đến ngày 9 à, vùng hỗ trợ kỹ thuật 39 đến vùng 40 tuần này thì hùng hướng người ta ghét kỹ thuật lên vùng 44 trên thực tế thì các anh chị nhìn thấy điểm tăng thứ nhất và điểm test thứ hai đây nó lại test lại đúng vùng 39 40 phiên ngày hôm nay tăng kịch trần và với cách như vậy thì có thể là gì nó sẽ tiếp tục vận hành theo cái xu hướng là nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 44 đến khoảng quanh vùng 45 rồi sau đó nó sẽ test tích lũy lại và kỳ vọng test tích lũy thành công ở trên vùng 42 cộng thì target kỹ thuật tiếp theo sẽ ở vùng 46.5 đến khoảng quanh vùng 47. Cổ phiếu tiếp ở trong tuần nó có một cái điểm mà sideways ở vùng 22.7 đây là vùng 22.8 đến vùng 23 đấy tuần trước nó test này và tuần này nó tiếp tục quay trở về test đấy và test tích lũy thành công thì như vậy thôi target kỹ thuật sẽ là vùng 24.5 và ở phiên ngày hôm nay thì tiếp cũng tăng khá là tốt Một cây nến giờ đẩy tăng và sau đó thì nó neo giữ được ở trên vùng 23.5 cộng Như vậy tuần tới có thể test lại vùng 23.5 Mục tiêu 24.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 25.5 đến khoảng quanh vùng 26 Nhóm ngành mình chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành cổ phiếu thép Thì thép ở trong giai đoạn vừa qua nó chịu một số các cái áp lực về mặt tin tức và cái xu hướng của nhóm thép thì bây giờ chúng ta sẽ cần thêm thời gian để nó xây lại nó tích nền tại các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật Hpg trong tuần chúng ta dự kiến vùng 25.8 đến vùng 26. Tuy nhiên sau khi nó thủng thì chúng ta phải tính toán tiếp điểm hỗ trợ của tuần 25. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chính thức là hòa phát đã <laughs> có một cái điểm test ở vùng 25. Trước khi mà nó phục hồi lên vùng 25.5 cộng ở đây. Thế thì cách phục hồi như thế này thì có thể là gì tuần tới nó sẽ có đa hướng phần nó sẽ kéo luôn hoặc là nó sẽ quay trở lại nó test trước thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 25.3 đến khoảng quanh vùng 25.5 test thì nghĩ thành công thì trong nhịp này. À, chúng ta sẽ kỳ vọng hòa phát sẽ hướng lại vùng 26.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 27. cổ phiếu Nam Kim NKG <laughs> trong tuần chúng ta dự kiến vùng 20.7 đến vùng 21 là test tích lũy nhưng mà khi thủng vùng 20.7 thì chúng ta phải tính toán đến vùng 20. hiện tại thì Nam Kim có đà phục hồi ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay tuy nhiên tuần tới khả năng sẽ còn phải test lại ở khoảng quanh vùng 20.3 đến 20.5 à, test tích lũy thành công à, tích cực thì như vậy tuần này chúng ta sẽ hướng về target kỹ thuật 22. Ở cổ phiếu HSG trong tuần thì chúng ta dự kiến ở vùng 20.8 đến khoảng quanh vùng 21. Tuy nhiên, khi mà cái vùng 20.5 nó bị phá vỡ thì chúng ta phần tính toán đến cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo ở khoảng quanh vùng 19.5 đến vùng 20. Hiện tại thì chúng ta cũng nhìn thấy là à hoa sen. Hiện tại chúng ta cũng nhìn thấy là hoa sen có một điểm long ở đây. Tuy nhiên là qua cái điểm long đó thì chúng ta cũng thấy rằng là thị trường nhóm thép của chúng ta nó chưa thực sự ổn định đâu và nó sẽ cần thêm thời gian và có thể tuần tới ở vùng 19.8 đến khoảng quanh vùng 20 tiếp tục xây và xây tích lũy thành công thì target kỹ thuật sẽ ở khoảng quanh vùng 21.5 đến khoảng quanh vùng 22 cổ phiếu VGS thì nó có một cái đặc tính tạo lập cực nhạy ở trong nhóm ngành trong 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 nhóm ngành thép đó và trong hai tuần vừa qua thì như chúng ta cũng đã có phân tích những cái điểm này này đấy anh chị nhé đấy ví dụ đây một điểm này rồi đúng không ạ rồi sau đó thì đây một điểm này đó anh chị nhìn thấy đúng không ạ và những cái điểm này thì cũng đã có phân tích ở trên bản tin tuần rồi và có thể nó sẽ nhíu lại đây quanh vùng 31 và uh, phiên giao dịch ngày 8 thì nó đã test tích lũy thành công ở ba cái điểm này và tuần này thì chúng ta dự kiến là vùng 36 điểm xa hơn là vùng 38 uh, điểm tích lũy của tuần này đó là vùng 32 đến khoảng vùng 32.5 thì phiên giao dịch của ngày 15 nó test tích lũy lại trước khi mà phiên ngày nay không được kịch trần nhỉ à, không được kịch trần đâu có tăng thôi nhưng mà cũng không 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 tăng được kịch trần thì như vậy là VGS đã đã đẩy lên được ở khoảng quanh vùng 35 tuần tới sẽ ở khoảng vùng 34 34.5 thông thường thì sau những cái nhịp đẩy như này thì VGS nó sẽ có những cái điểm test lại á à. và chúng ta sẽ chờ đợi những cái điểm test lại quanh vùng 34 khả năng nó sẽ test lại vùng 34 còn điểm sâu hơn nếu như trong trường hợp nó test yếu hơn thì khoảng vùng 33.8 đến khoảng vùng 34 ở test tinh lý thành công của vùng này thì mục tiêu sẽ hướng về vùng 36 điểm xa hơn sẽ là vùng 38 TLH ở trong nhịp vừa qua thì cái tính tạo lập khá là yếu không hiểu thông tin gì mà dẫn đến cái câu chuyện là nó bị mấy phiên sàn ở cái tuần giao dịch của tháng 7 Thế thì sau những cái nhịp chỉnh như vậy thì nó cần thời gian các chị và từ phiên giao dịch ngày 6 đến thời điểm hiện tại thì như vậy thôi nó vẫn giao dịch ở quanh vùng 5.7 ở Phiên này vượt lên nhưng mà khả năng tuần tới lại vùng 5.6 đến khoảng vùng 5.7 test thành công thì trong ngắn hạn chúng ta sẽ hướng lại vùng 6.6 điểm xa hơn thì có thể là sẽ là quanh vùng 7 rồi và nhóm ngành chúng ta chờ đợi nhất à nhóm ngành bất động sản dân cư các anh chị khát khao gọi là bao nhiêu lâu là coi như là nó đi cho chúng ta và đây mới thực sự là một cái tuần mà có thể nói rằng dòng tiền bắt đầu đổ vào bất nhóm ngành bất động sản dân cư tây bắt đầu mua ròng bất động sản dân cư các anh chị lưu ý nhá tây bắt đầu mua ròng bất động sản dân cư vậy thì các anh chị lưu ý là phiên ngày hôm nay tây nó mua những cái thằng nào thứ nhất là thằng xeo thứ hai là thằng hdg thứ ba là thằng đất xanh thứ tư là thằng pdr à và thứ năm là thằng dig tức là nó định giá có khả năng nó định giá thằng seo thằng đất xanh và thằng DG nó đã quá rẻ so với thị trường cho nên tây tây ngày hôm nay nó múc ròng anh chị nhá và chúng ta sẽ theo dõi thêm uh, các cái động thái của nhà đầu tư ngoại nếu trong trường hợp tuần tới thanh khoản của nhóm ngành bất động sản tiếp tục được đẩy vào ở phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba cộng với tây mua ròng thì đấy sẽ là cái thời điểm đây là cái thời điểm để chúng ta đón cái sóng bất động sản cuối năm các anh chị nhá đón sóng bất động sản cuối năm cho đến tháng 11 đến tháng 12 của năm 2024 các anh chị lưu ý như vậy và thời của nhóm ngành bất động sản khả năng khả năng với các anh chị nhá khả năng thôi khả năng đến rồi khả năng đến rồi các anh chị lưu ý rồi xe ở trong tuần chúng ta dự kiến điểm 13.5 có luôn điểm 13.5 nói chung ở đây này 13.5 13.7 đúng không ạ đây 13.5 13.7 14 rồi và target tuần thì chúng ta dự kiến ở khoảng vùng 15.8 đến vùng 16. Ở trên thực tế thì target tuần chưa đạt được đâu và sau một cái điểm đánh và phiên ngày hôm nay chính là một cái phiên hết sức là tích cực khi mà chúng ta xuất hiện được cái lực cầu đột biến của nhóm ngành bất động sản dân cư, lực phục hồi mạnh và xe tăng kịch trần như vậy ở đây thì nó sẽ có cái điểm test lại các anh chị nhá À khả năng nó sẽ có những cái điểm test lại và những cái điểm test đó thì Hùng sẽ kỳ vọng ở khoảng trên vùng 14.14.6. 14.6, 14.7 ở đây test đi thành công thì trong ngắn hạn chúng ta vẫn tiếp tục ngắm ở vùng 16.8 đến vùng 17 à 10, 10 15.8 đến khoảng vùng 16 đã anh chị nhá, với sale là như vậy. Hà đô trong tuần khuyến nghị mua và sau khi mua xong thì tăng kịch trần. À, rồi, ok và đối với Hà đô, đây anh chị này phiên ngày 6 nó test này và đến phiên ngày 9 thì bắt đầu nó hình thành được một cái điểm lên đúng không ạ và trong tuần này thì cũng có dự kiến những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 26 mục tiêu của Hado sẽ hướng ở break vùng 27 và target của nó sẽ là vùng 29 và phiên ngày hôm nay lên được vùng 28 rồi và với cách thức vận hành của Hado tuần tới ở phiên ngày hôm nay nó tăng kịch trần cho nên tuần tới có những cái điểm chỉnh cung khoảng quanh vùng kỳ vọng ở vùng 27.5 Tức là khi mà nó test về vùng 27.5 có nghĩa là nó test À, nó test một 1/2 còn có thể là vùng 27.3 tức là nó chạm kênh xu hướng thì tùy có hai cái cách thức nhưng nôm na là nó chỉ test một trong hai cái điểm này thôi. Rồi sau đó à, chúng ta tiếp tục à, cái hành trình target còn giang giờ của nó là vùng 29. Vượt vùng 29 chúng ta sẽ phân tích tiếp. Cổ phiếu HDC phiên ngày hôm nay cũng đang kịch trần, ok, rất đẹp rồi. Đấy phiên 6 nó test này xong này và tuần từ phiên giao dịch ngày 7 cho đến thời điểm hiện tại là chúng ta phân tích cái điểm 26.3 26.5. Đây các anh chị. Uh, tuần này cũng như vậy và đây suy soát vùng 26.5 bắt đầu tăng kịch trần với hai cây nến giờ đẩy rất mạnh ở trong phiên sáng đó và với cách như vậy thôi thì như vậy là có khả năng tuần tới nó cũng phải test lại các anh chị chưa chạy được đâu à, vội vàng là chưa được đâu khả năng là cũng phải quanh vùng 28 nói chung là đẹp đẹp thì khoảng quanh vùng 28 đấy xấu hơn thì có thể nó phải test vùng 27.5 nhưng dự kiến nó quanh vùng 28 test ý thành công mục tiêu sẽ là vùng 30 Nam Long phiên ngày hôm nay cũng Rít khá là tích cực không tăng được kịch trần nhưng mà rít được như này là tốt rồi thì đối với Nam Long á, trong tuần vừa qua chúng ta có phân tích cái điểm 38 đến khoảng vùng 38.3 và các anh chị nhớ lưu ý là phiên giao dịch ngày 6 nó có cái nón ở đây này vùng 37 thì tuần vừa qua nó test test lại ở đây vùng 37.5 này khi ngày nào nó giết được phát này là đẹp rồi Và giết được phát này có nghĩa là gì Tức là nó đã vượt lại được trên cái vùng 39.2 Rồi đây các anh chị này Vùng 39.2 này một điểm, 2 điểm, 3 điểm này 4 điểm này Và đây là điểm thứ năm Thì điểm thứ năm thì nó sẽ có cái điểm lùi lại Chắc chắn là lùi lại vùng 38.7 đến vùng 39 Test tích lũy thành công vùng này Mục tiêu sẽ là vùng 41 đến vùng 41.5 Thời của bất động sản dân cư khả năng đến rồi các anh chị nhá Đấy, KDH này, trong tuần thì chúng ta dự kiến nếu mà chỉnh sâu thì là vùng 35. Còn chỉnh đẹp thì sẽ là vùng ở đây là vùng 35.5, 35.3 và các anh chị để ý thấy là phiên ngày 15 nó test vùng 35 trước khi mà có một cái sự phục hồi. Tích cực ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. <laughs> Như vậy là KDH có thời điểm kịch trần nhưng mà sau đó thì gì ạ, nó không 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 giữ được ở cái phía ở cái mức cao nhất và chính thức là nó cũng đã ngồi lại trên được vùng 36.5. Thế thì cách thức vận hành là gì có thể là tuần tới đa hứng phấn có thể tiếp diễn hoặc không thì nó sẽ chỉnh cung luôn nhưng mà theo quan điểm của mình là nó sẽ chỉnh cung. Và các điểm chỉnh cung của KDH khả năng sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 3.5 đến vùng 37. Target kỹ thuật tiếp theo của nó sẽ là vùng 38. Đây là vùng cản kỹ thuật tương đối mạnh của đa, của của KDH. Cổ phiếu Đạt Phương trong tuần vừa qua khuyến nghị mua và tích cực rồi từ phiên giao dịch ngày 6 và đặc biệt là cái biên nó xây ở đây đó là vùng 47.3 đến vùng 48 chính là cái biên mùng đã có phân tích cho các anh chị ở trong hai tuần gần đây và đây các anh chị có luôn một cái điểm nó test sát đến vùng 48 đúng không ạ đây trong phiên giao dịch của ngày 15 trước khi nó phục hồi <laughs> mặc dù phiên ngày hôm nay đạt phương không tăng được kịch trần nhưng mà với cách đi này của đạt phương nó cũng khá là tích cực rồi khi mà tuần này đạt phương đã chính thức hoàn thành được cái target mục tiêu của chúng ta đây ở vùng 52 <laughs> với tinh thần hiện tại như thế này thì tuần tới vùng 50 khả năng vùng 50 các anh chị À, chúng ta dự báo khoảng quanh vùng 50 đến khoảng vùng 50.5 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của đạt phương test thành công thì mục tiêu là vùng 53 điểm xa hơn sẽ là vùng 55. Dg cũng đẹp rồi à, dòng tiền bắt tích cực rồi tây hôm nay mua dòng rồi như vậy là gì chúng ta nhìn thấy ở đây trong tuần vừa qua à, dg có hai phiên bắt mạnh đó là phiên giao dịch của ngày 12 và ngày 16 như vậy là chứng tỏ rằng là dòng tiền cũng đang gì ạ à, óm ém ở đây rồi và cái thứ hai nữa là gì chúng ta cũng nhìn thấy được một cái mô hình à, tạm mà tạm xem đây là một cái mô hình VK mà à, cổ phiếu DG test có thể đây là một cái điểm rũ này nó rũ thôi nó rũ cái xong cái thông tin mà uh, chủ tịch Tuấn qua đời đúng không ạ thì như vậy nó xuất hiện một phiên sàn ở đây và nó rũ và nó test lại à và như vậy là vùng 21.5 khả năng với cái cái cách vận hành như thế này thì sau cái phiên rũ này thì như vậy là vùng 21.5 đến vùng 22 trở thành cái biên hỗ trợ kỹ thuật tích cực của DG. Phiên ngày hôm nay tăng kịch trần cho nên là phiên tuần tới khả năng nếu tích cực thì nó có đà hưng phấn nó kéo tiếp. Nhưng sau cái đà hưng phấn đó thì nó cần phải quay trở về test cung chỉnh nền và điểm tích lũy dự kiến sẽ ở khoảng quanh vùng 23 đến vùng 23.5. Test lũy thành công thì mục tiêu sẽ là vùng 25, bứt vùng 25 chúng ta sẽ phân tích tiếp. Anh thìn râu hôm nay cũng ngon rồi Râu anh mọc dài rồi à, Tăng kịch trần với à, lực cầu Thì nói chung là chỉ có hai phiên sáng là nó đã đẩy trần rồi Cho nên là lực cầu dư mua đâu đó khoảng sắp à, Sấp xỉ khoảng 10 triệu cổ phiếu trần Thì nó đã không khớp Đây các anh chị sau này không có vô nữa Bởi vì là không ai bán nữa Đúng không ạ Thế thì à, với cách thức của đất xanh, à, chúng ta có một điểm test ở vùng 6, rồi tuần này chúng ta tiếp tục vùng 12.75 đến vùng 13 tiếp tục test khá là tích cực và hiện tại như vậy thì đối với đất xanh nó cũng đang hình thành được một kênh xu hướng à đây. Đây kênh xu hướng, điểm test 1 ở vùng 12 12.2, điểm test 2 ở vùng 13. Như vậy thì tuần tới trong trường hợp tích cực là đất xanh sẽ test ở trên vùng 13.6 đến khoảng vùng 3.7 13.8 ở đây. Test tích lũy thành công thì mục tiêu tiếp theo nó sẽ phải hướng đến cái điểm cản kỹ thuật đó là gì đó là vùng 15 đó là 15 rồi còn khi nào nó mất được cái vùng 15 thì cái đầu sẽ tiếp tục cùng phân tích bởi vì là cái cản 15 cũng là cản khá là khoai của đất xanh thế thì um, mục tiêu của đất xanh thì cũng đang kỳ vọng lựa lựa một là nó test về đấy hai nó nó đâm đâm xuống quả này thì mới đẹp này tức là sau khi mà nó kéo kịch trần và nó rũ một phát khoảng về quanh vùng 13.4 rũ một phát và khả năng thì mình 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 sẽ đặt ở vùng 13.4 cái anh chị ạ. mình sẽ đặt vùng 3.4 để mình ăn quả này và sau khi ăn quả này xong mà nó cầu nó đánh ầm 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 lên như vậy là tích cực rồi Novaland ngày hôm nay cũng tăng kịch trần đến Novaland cũng không chịu được nhiệt và hôm nay nó cũng tăng thế thì đối với Novaland thì chúng ta nhìn như nào thì chúng ta đã nhìn từ phiên giao dịch ngày 6 tháng 8 ở biên 11 đến vùng 11.2 và tuần này vẫn như vậy 11 11.2 11 11.2 11 trước khi tăng kịch trần lên sít sát vùng 11.95. Đến vùng 12 thì ở đây nó lại trở thành cái vùng cản ngắn cho nên khả năng tuần tới thuận là khỏe thì test ở trên này tức là khoảng quanh vùng 11.7. Yếu yếu hơn thì khoảng quanh vùng 11.65 đến khoảng quanh vùng 11.6 à 11.55 11, đây nổ mát là là là, là nó nó có hai cái điểm này nó phải test lại rồi test tư duy thành thành công thì như vậy là trong thời điểm ngắn hạn thì các anh chị lưu ý là gì chúng ta có một cái điểm cản kỹ thuật ở vùng 13.3 à 12.3 đến 12.5 nô cần phải vươn lên đến đây vùng 12.5 ở đâu nhỉ đây ta 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 copy bạn ở à, vùng 12.5 nó nằm ở đâu đó khoảng vùng này 12.5, các anh chị và nô cần phải đi đến đây và sino bất bất được cái vùng này thì khi đó chúng ta nói chuyện. PDR khá là đẹp và phiên sáng ngày hôm nay thì cũng có khuyến nghị mua thêm, các anh chị đang cầm mua thêm và kết phiên thì tăng kịch trần. À, từ phiên giao dịch ngày 6 tháng 8 chúng ta có phân tích vùng 17.5 đến vùng 17.8, đúng không anh chị? 17.5 vùng 17.8 và loanh quanh là quanh vùng 17 tuần này lại tiếp tục có 17.5, 17.8 tiếp tục có 17.5, 17.8 trước khi tăng kịch trần lên vùng 18.8 như vậy đó là vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật tích cực và với đà hiện tại chưa chạy được đâu khả năng vẫn còn test vùng 18, 18.2, 18.3 uh, test tích lũy thành công thì như vậy là trong cái thời điểm tiếp theo chúng ta sẽ ngắm lên vùng cả kỹ thuật 20.2 đến khoảng vùng 20.5 tại đây thì uh, chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng đi tiếp hoặc là khả năng rung lắc của thị trường rồi và nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với nhóm ngành chứng khoán, các anh chị lưu ý là phiên giao dịch của ngày 6 tháng 8. Các anh chị xem lại bản tin này, cách đây 9 ngày. Cách đây 9 ngày phiên giao dịch ngày 6 tháng 8, lúc đó khoảng tầm độ 10 giờ sáng. Thì cũng có ra một cái bản tin ở video phân tích vai trò nhóm ngành chứng khoán trong nhịp này, tức là trong nhịp sóng hồi T cộng. Và các anh chị lưu ý rằng là tất cả các cái sóng hồi thì không thể nào mà không thiếu thằng chứng khoán được không thể nào mà không thiếu thằng banh được không thể nào mà không thiếu cổ phiếu nhóm trụ được và các anh chị nhìn thấy là nhóm trụ như z này M G này đúng không ạ rồi fpt này rồi san này rồi, rồi 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 các cái mã cổ phiếu khác ví dụ như nhóm ngành dầu khí chúng ta có plx này đúng không ạ rất nhiều các mã cổ phiếu thì chúng ta thấy rằng là tất cả các mã của phiếu trụ đã tăng rất là tích cực đúng không ạ và bản thân là tại cái thời điểm phiên giao dịch ngày 6 tháng 8 đã làm một cái bản tin rất là chi tiết là phân tích cực kỳ chi tiết cực kỳ tỉ mỉ và bản tin đó thì phân tích cho các anh chị ở trên sạc kỹ thuật ngày tức là sau cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta có phân tích ừ, phân tích cái bản tin đó thì các anh chị xem lại và các anh chị nhìn thấy là từ cái thời điểm mà phiên giao dịch ngày 6 tháng 8 cho đến thời điểm hiện tại thì các anh chị nhìn thấy gì ạ? nhóm ngành chứng khoán nó tăng không ạ tăng chứ làm sao mà thiếu em ấy được đúng không ạ và nhóm ngành chứng khoán phục hồi à tăng mạnh để giúp cho thị trường của chúng ta có những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật và cổ phiếu banh nữa phiên cổ phiếu banh thì các anh chị lưu ý chung mấy cái mã cổ phiếu thôi đợt này cũng có đánh có mấy mã cổ phiếu thôi đó là acb mbb bidv đấy những cái mã cổ phiếu mà nó uh, msb uh, nó có những cái điểm <laughs> hỗ trợ khá là đẹp thì anh chị theo dõi những cái mã cổ phiếu đó rồi VCI ở trong tuần thì chúng ta có phân tích cái điểm 4444.2. Úi rồi test 44.2. Úi rồi test 44.2 view phát lên. Hôm nay tăng kịch trần không? VCI không kịch trần nhỉ. Chỉ soát kịch trần. Đó thì đây các anh chị điểm hỗ trợ trong tuần vừa qua và ta các cái thuật tuần ở vùng 47 đấy, suy soát đạt vùng 47 rồi, Hôm nay là vùng 46.75 thậm chí có điểm cao nhất gần gần 47 và đối với VCI thì nó có cái vùng cả kỹ thuật ở đây vùng 48 các anh chị nhé 48 đến 18 5 Cho nên tuần tới thì có hai cách, một là nó công luôn vùng cản luôn, hai là nó test lại. Thì cái điểm test lại Những khả năng test lại là cao Thường thường nó sẽ là như vậy Sau khi điểm break qua Thì nó sẽ phải test lại Ở vùng 45.7 đến khoảng quanh vùng 46 Đó là vùng giá test mục tiêu Ta ghét kỹ thuật Ở vùng 48 đến vùng 48.5 HCM Trong tuần Chúng ta dự kiến vùng 24.8 đến vùng 25 Trên thực tế thì nó chỉ test Ở khoảng quanh vùng 25.3 đến vùng 25.5 thôi Và nó bứt được qua cái vùng cản kỹ thuật Đó là vùng 20... 6 và target tuần ở vùng 27 thì nó hôm phía nay tăng kịch trần à hình như tăng kịch trần rồi 27.2 là kịch trần rồi đó thì như vậy là HCM em tăng kịch trần và hoàn thành target mục tiêu tuần thì với đàn đi hiện tại như thế này thì có thể là gì à, tuần tới vùng 26.7 nói chung là nó cần phải test uh, test cung trả lại nghỉ ngơi một nhịp ở đây rồi test tích lũy thành công thì target mục tiêu sẽ là vùng 28 đến khoảng quanh vùng 28.5 đây sẽ là vùng cả tiếp theo của cổ phiếu này SSI trong cái nhịp rơi vừa qua thì SSI cũng đã rơi uh, khá là mạnh và cái độ chiết khấu khá là tốt, chính vậy nên là nhà đầu tư họ cũng uh, lao vào họ bắt đấy, anh chị này nhìn này. Phiên giao dịch ngày 2 và ngày 6 chúng ta phân tích này. Úi giời ôi cái điểm 29.5 đến điểm 30 nó đẹp vô vàn luôn. Test lại điểm 30 trước khi mà cây đến kết tuần đúng không ạ? Uh, phục hồi và cái sự phục hồi đó thì cũng đã có phân tích là gì? tuần này sẽ vùng 30.7 đến vùng 31. Cản 1 ở vùng 32 Cản 2 sẽ ở vùng 33.5 Đúng không ạ à, Ok có luôn điểm 30.7 đến 31 Test đẹp như mía lùi Phiên ngày hôm nay Ô phiên ngày hôm nay cũng tím à 32.7 là tím này Lực cầu tốt Đấy với cách thức như thế này Thì một là kéo thẳng lên vùng 33.5 Đấy, hai là test nhẹ lại ở vùng 31.8 đến khoảng vùng 31.2 à, 31.8 đến khoảng vùng 32 test tích lũy thành công thì như vậy là SSI hướng về vùng 34.7 đến khoảng vùng 35 34.7 đến vùng 35 là vùng cản mạnh của nó đấy cổ phiếu VND à, trong tuần chúng ta dự kiến vùng 14.8 đến vùng 15 test tích lũy thành công thì hướng về vùng 16 trên thực tế thì nó thủng vùng 14.8 cho nên là à, nó phải test lại cái phiên giao dịch ngày 6 này à đấy các anh chị nhìn thấy đúng không ạ à, nhìn thế này đấy nhưng ai bán ở đây là coi như test đúng mô hình về kép luôn rồi bắt đầu nó phục hồi và quá trình phục hồi này thì nó vượt lại được vùng 4 8 15 thì tuần tới lại vùng 14.65 đến 14.8 test đi thành công thì như vậy là gì à, tiếp tục à, hướng lại vùng giá mục tiêu 15.8 đến vùng 16 đang giang dở ở tuần tiếp à, tuần trước cổ phiếu FTS là một mã cổ phiếu cực nhạy của nhóm ngành chứng khoán à, và các anh chị đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta chờ đợi một cái nhịp mà gì thị trường của chúng ta đạp rung rũ gọi là tương mừng thì chúng ta có thể mua tích sản em này nó cũng như cổ phiếu FPT rồi sớm muộn thì nó cũng giống giống FPT thôi đó thì trong tuần vừa qua à, chúng ta dự kiến là gì với cái đà hưng phấn hiện tại thì như vậy là FTS sẽ tiếp tục công vùng 41.5 điểm xa hơn sẽ là vùng 44 và đây các anh chị nhìn thấy này ở phiên ngày hôm nay phiên ngày hôm nay cũng tăng kịch trần FTS tăng kịch trần ở vùng 43.4 và trong tuần vừa qua thì có một cái điểm test khá là đẹp ở đây ở vùng 39.8 đến vùng 40 tăng kịch trần tuần tới ở vùng 42.5 đến khoảng vùng 43 kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này hoặc hoặc có có hoặc có có thì nó sẽ nó sẽ test lại điểm này các anh chị này nó sẽ test lại điểm 41.5 bởi vì sau khi nó bứt điểm 41.5 rồi thì khả năng nó sẽ tả cung và nó test lại vùng 41.5 ví dụ test ở đây nữa à, điểm 41.5 cũng là một điểm khá là hợp lý à, test đi thành công thì như vậy thôi à, mục tiêu thì nó sẽ bứt vùng 44 và cản kỹ thuật tiếp theo của FTS sẽ ở khoảng quanh vùng 46 SHS ở trong tuần vừa qua nhìn chung là cũng xây khá là tốt và phiên kết tuần thì như vậy là SHS cũng bắt đầu hình thành được một xu hướng tăng 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 trưởng ở đây các anh chị, từ phiên giao dịch ngày 6. Đấy, các anh chị nhìn thấy ạ, nhóm ngành chứng khoán đó. Và nó test này, rồi nó test này, rồi ở đây nó test này và ở đây nó test tiếp một cái điểm kênh xu hướng trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 6 khá là đẹp. À 15 tháng tháng 8 khá là đẹp. Phiên ngày nay thì lực cầu S SHS cũng khá là tốt giúp cho cổ phiếu này vượt lại vùng 16 cộng ở đây. Ờ, tuy nhiên là để đi tiếp thì khả năng sẽ ở vùng 15.86 test đi thành công target tiếp theo sẽ là vùng 17.5 VX ở trong giai đoạn vừa qua sau cái khi mà VX chia thì VX cũng đã có một cái lực đạp khá là mạnh Và đối với mã cổ phiếu VX ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nó đang xây ở vùng 10.8 đến vùng 11 khá là tốt rồi Nó xây được từ phiên giao dịch của ngày 28, 26 tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại đúng không ạ và đây là cái điểm bao nhiêu nhỉ? Đây là điểm điểm này là điểm nào nhỉ? Điểm này là điểm nào đây xem lại nào. Điểm này là 11.1. Rồi. Đó và và phiên 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 ngày 15 thì nó cũng đã test nó và test lại vùng 10 81 11 lần thứ hai. Đây là một điểm test ở đây một điểm test đó và trước khi mà VX cũng tăng kịch trần ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì với lực cầu khá là mạnh đây này, ở 20 triệu các anh chị, 20 triệu trên một cây đến giờ, tăng rất là mạnh luôn. Đó thì ở đây nó va vào vùng cản 12 và khả năng tuần tới kỳ vọng là VX sẽ tiếp tục test lại vùng 11.6, 11.8. À, test đi thành công thì như vậy bứt vùng 12, Cản kỹ cửa tiếp theo sẽ là vùng 12.8 đến khoảng quanh vùng 13. Cổ phiếu AGR phiên ngày hôm nay cũng tăng kịch trần và đối với AGR trong tuần thì mình có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó đó là vùng 16.8 đến khoảng quanh vùng 17 và các anh chị có thể nhìn thấy là trong hai tuần vừa qua từ phiên giao dịch ngày 2 cho đến thời điểm hiện tại thì như vậy AGR đây các anh chị AGR nó xây được một cái cái diện một cái điểm gọi là một cái đường kênh xu hướng và đường kênh xu hướng này khá là đẹp đúng không ạ đấy các anh chị nhìn thấy chưa đó đường kênh xu hướng này rất là đẹp luôn đó test này và đây và phiên giao dịch ngày 15 nó test trước khi mà phiên này tăng thị trần phiên ngày 16 À, và trong tuần thì chúng ta cũng đã nói đến cái điểm 10 10 10 16.8 đến vùng 17 các anh chị này, đây là vùng hỗ trợ đúng không ạ? Và nó test xong thì như vậy nó tăng kịch trần, Ta lại cái thuật ở vùng 18. À với với AGR nó kéo rất nhanh và ở đây thì chỉ có điều là nó đang có cái vùng 7.8 đến vùng 18 là cản này, cho nên là khả năng nó sẽ test à, đẹp thì sẽ ở sẽ vùng 7.5 đến vùng 17.2 test đi thành công. Tác lại cái thuật sẽ ở vùng 10 18.8, 18.8 đến khoảng quanh vùng 19. AGR VDS tăng kịch trần <laughs> và đối với mã cổ phiếu VDS này thì nó cũng nhạy lắm đúng không ạ rồi à, chúng ta đã có một kênh xu hướng và trong tuần vừa qua thì cũng có dự báo ở khoảng quanh vùng 20 còn điểm sâu hơn thì nó sẽ test lại kênh xu hướng ở đây này khoảng quanh vùng 19 chấm mấy 19 chấm 8 à, 19 chấm 7 này này nó 19 chấm 7 thì ở đây nó có một điểm test này nó kéo lên à, Tuy nhiên là sau đó nó rũ một cây nó rũ một cây thì <laughs> ở đây nó rũ một cây thì nó test lại vùng hỗ trợ thôi nó test lại vùng hỗ trợ sát vùng 19 19.3 và bắt đầu phục hồi, phiên ngày tăng kịch trần và nó vượt lại trên vùng 20 rồi thì như vậy tuần tới sẽ là vùng 20 20.3. Test tín thành công thì ở đây là vùng 21.5 đến vùng 22 sẽ là ta các kỹ thuật tiếp theo. của cổ phiếu. Cổ phiếu ORS ở đây chúng ta ORS thì nó đang gọi là đuối đuối hơn một tí thôi. Tuy nhiên là trong thời điểm ngắn hạn như là có phân tích rồi, ORS có vùng hỗ trợ kỹ thuật 12 12.2 và đây là vùng hỗ trợ mạnh của ORS nên rất có thể là gì à, nhà đầu tư họ sẽ bắt đáy mạnh ở đây thì các anh chị nhìn thấy nhá tuần trước nó test một điểm này hai điểm này ba điểm này và tuần này nó tiếp tiếp tục nó test một điểm ở vùng 12 12 hai một ở đây trước khi mà ORS à, phục hồi lên cái ta kỹ thuật chúng ta phân tích ở đây vùng 13 thì với cách thức vận hành như thế này thì chúng ta sẽ có điểm 12 sáu mười hai bảy mười tuần tới khả năng sẽ test tích lũy ở đây mục tiêu của ORS thì chúng ta sẽ hướng về à, chúng ta sẽ hướng về vùng quanh vùng 13.5 đến khoảng quanh vùng Cổ phiếu CTS là một mã cực kỳ nhạy ở trong nhóm ngành chứng khoán và phiên ngày hôm nay thì nó cũng tăng kịch trần. Với cái cách thức vận hành của cổ phiếu CTS thì như chúng ta có phân tích tại phiên giao dịch ngày 2 thì như vậy là chúng ta đã hướng được cái target 1 ở vùng 36. Sau đó thì chúng ta tiếp tục dự báo đúng không ạ? Các anh chị à, chúng ta tiếp tục dự báo ở cái tuần mà chúng ta phân tích phiên giao dịch ngày 6, à, chúng ta dự báo ở khoảng quanh vùng 34 34.2 này này và chúng ta tiếp tục nâng người ta các kỹ thuật ở vùng 37.3 đến vùng 38 đúng không ạ và tuần này chúng ta tiếp tục có điểm test kỹ thuật ở vùng 35.5 đến vùng 36 có luôn các anh chị điểm 1 và điểm 2 35.5 đến vùng 36 luôn đó và ta các kỹ thuật tuần thì chúng ta hướng về vùng 40 hiện tại thì lên được vùng 38 rồi phiên ngày hôm nay tăng kịch trần à, cho nên là và nó chỉ có một cái cây nến ngay từ đầu phiên thôi cho nên là nó không có thanh khoản nữa và ở đây thì với cái cách thức vận hành như vậy thì chúng ta sẽ dự báo điều gì như vậy là ở ở đây là vùng 37 nhà, khoảng quanh vùng 37 37.3 hoặc sâu hơn sẽ là vùng 20 à 36.8. Test đi thành công thì mục tiêu vẫn là vùng 40, bất vùng 40 thì à chúng ta sẽ tiếp tục phân tích tiếp. Cổ phiếu MBS ở trong tuần vừa qua chia, à, chính vậy nên là chúng ta sẽ dọn lại chạc kỹ thuật sao chia. Đây là một cây nến ảo này, không đúng đâu. Trên thực tế thì À trên thực tế thì như vậy là MBS chỉ test ở biên trong tuần vừa qua nó chỉ test ở biên 25 đến vùng 25.5 thôi. Đây các anh chị nhá, phiên giao dịch của ngày 12 test như vậy, phiên và xong đến phiên 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 15 rồi, tiếp tục test và cả cái thuật trên của nó sau chia đó là vùng 27 đến vùng 27.5. Đây các anh chị, cản bên này thì bên bên này cũng cản thôi, phiên ngày hôm nay cũng tăng kịch trần và nó đóng cửa ở vùng 27.5. Thì với cái cách thức vận hành hiện tại như thế này thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Tức là MBS sẽ có các cái điểm test lại à, test lại đấy các anh chị sau khi nó vượt qua vùng 26.5 đến vùng 27 ở đây là cản rồi thì khả năng là nó sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng quanh này tức là khoảng quanh vùng 26.5 đến vùng 27 test thành công ở vùng này mục tiêu mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng vùng cả kỹ thuật ở đây nó là vùng 28.5 đến khoảng quanh vùng 29 và chúng ta xây một cái kênh xu hướng nho nhỏ như thế này của uh, chúng ta lấy một cái kênh xu hướng nho nhỏ như thế này đi ví dụ như vậy các anh chị nhá. Thì uh, tuần để tuần tới chúng ta áng mà, chúng ta áng để chúng ta dò tìm cái điểm uh, điểm hỗ trợ mục tiêu. Đó thì đó thì nó 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 khoảng khoảng quanh vùng 26.527 này. Còn đương nhiên có một điểm sâu sâu hơn ở đây nữa thì có thể là vùng 26 tùy tình hình. Uh, tùy tình hình nó test và sau sau những cái điểm test đó uh, ví dụ nó test lại kênh xu hướng, đây cũng là một cái phương án uh, khả thi đúng không ạ? Hoặc là nếu nó khỏe thì nó chỉ test ở trên vùng 27 thôi hoặc là ở đây là vùng 26.5, ví dụ như vậy nó test ở đây. Đó, bị thành công thì mục tiêu vẫn như vậy thôi ok các anh chị nhá rồi như vậy thì chúng ta tạm thời dừng bản tin tuần tại đây và những cái mã cổ phiếu nào các anh chị chưa được phân tích chưa được à, uh, dịa, chưa được à, uh, tham vấn thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì uh, tại vì sao mà hùng lại chọn uh, bộ trụ tại vì sao mà hùng chọn ngành bất động sản dân cư và tại vì sao mà hùng chọn nhóm ngành chứng khoán thì qua cái bản tin view tuần này thì các anh chị cũng thấy được cái vai trò cốt yếu của những cái nhóm ngành này À, chỉ có điều là chưa có thời gian để view banh thôi và banh thì có thể là chúng ta sẽ làm những cái bản tin riêng à, để chúng ta view thế thì xu hướng của tuần tới à, với việc à, thanh khoản của thị trường tăng tích cực ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ số VNI chính thức vượt qua được vùng một hai bốn mươi một hai bốn năm thì có thể là gì à, như ông đã có phân tích từ đầu bản tin rồi à, chúng ta sẽ có đà hứng phấn tiếp nối và giúp cho VNI tiệm cận vùng một hai năm tám đến vùng một hai sáu mươi sau đó sẽ test cung và target kỹ thuật tuần của chỉ số VNI chúng ta sẽ hướng đến vùng 1270 đến vùng 1275 và có thể là thời của bất động sản dân cư đã đến. sóng à, ảnh của bất động sản dân cư đã đến. Vì vậy các anh chị em của chúng ta à, sẽ tập trung à, các cái nguồn lực tài chính rồi à, các cái phương pháp, các cái phương án để chúng ta à, tiến hành cơ cấu và cố gắng à, trong các cái nhịp test thì chúng ta gom đủ số lượng chúng ta cần gom. Bản tin phân tích tuần này xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo.